đây là nhạc rap, là sự thật. Viết trên giấy nháp nhưng tao làm việc nghiêm túc, thức nhiều đêm dài chỉ để chữ dài thêm chút. Và tao viết hàng giờ liền, nếu cần tàn tao không hút. Mày biết đến tao cũng từ misstep in the trash. Nhạc mày hao hao cũng giống như là in the trash. Đến từ sớm hay từ hẻm thì tao tin, nhưng sao giống cuộc đời tao. Tao khinh, để giống được như tao nhạc mày phải in được vào sách. Chữ tao bán đến nghìn đô, tao không cần đến mở sạch. Mày nói đã thành công, nhưng sao tao không nghe được tiếng. Những bài nhạc của mày tao nghe âm thanh không phải phát ra từ miệng. Sống là đời thật, không là không khí. Internet không phải là nơi cho mày đóng vai quản lý. Giai điệu và từ ngữ cuốn theo từng bước chân tao đi. Người thật làm việc thật, mày không thể nào copy. I'm back on the mic, every fly your mask. I'm back on the mic, read your back and rest. I'm back on the mic, do this what I have. Fuck you, fuck up, hey, fuck your ass.